Thưa quý vị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hôm nay đã công bố thực hiện thành công ca ghép đa tạng gồm tim và thận cho một bệnh nhân bị mắc suy tim thận giai đoạn cuối từ một người hiến chết não. Vâng, đây là ca ghép tim thận thành công đầu tiên ở Việt Nam, khẳng định một bước tiến mới của ngành ghép tạng và góp phần chào mừng kỷ niệm lần thứ 68 Ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Nam bệnh nhân được ghép tạng 37 tuổi ở Tây Nguyên bị mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim và rối loạn nhịp nặng dẫn đến suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo liên tục trong 5-6 năm nay. Do tất cả các biện pháp điều trị nội khoa không mang lại kết quả nên anh đã được các bác sĩ hướng dẫn đi mổ ghép cả tim và thận. Sau 6 tháng chờ đợi, đã có một người trò bị chết não do chấn thương sọ não rất nặng đã được gia đình đồng ý hiến tạng để cứu các bệnh nhân khác. Ca hiến tạng này có nhiều điểm rất đặc biệt. Có người thân đã mất vì có chỉ định ghép đa tạng nhưng không chờ được người hiến phù hợp. Bị hỏng một số tạng do chấn thương nên chỉ hiến được tim và một quả thận. Và quan trọng nhất là các chỉ số sinh học phù hợp cao với người được hiến. Tuy ghép tim và thận là các kỹ thuật rất thường quy tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, song ghép cả hai tạng một lúc vẫn là một thách thức lớn. Lần này thì đã phối hợp của ba cái nhóm ekip lớn, tức là nhóm về ghép tim, nhóm ghép thận và nhóm gây mê hồi sức. Thì như vậy là nó cũng rất nhiều các cái quy trình, nên thời gian mổ là mất chín tiếng đồng hồ đấy. Nhưng mà mọi việc thì đều là thuận lợi cả. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái ca mổ đã thành công. Hiện các chức năng của tim và thận đã được phục hồi gần như bình thường, bệnh nhân có thể ngồi dậy ăn uống và giao tiếp, không cần các phương tiện hỗ trợ đặc biệt về tim mạch và hô hấp. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị thêm trong vài tuần theo phác đồ chung sau ghép tạng.